Hello mọi người, sáng nay mình mới dậy xong hai lớp, giờ tự thưởng cho mình bữa sáng chiêu chiêu một chút. Bởi vì lát nữa còn về dậy tiếp nên mình chọn ăn uống nhẹ nhàng thôi. Mình gọi một đĩa salad hoa quả và sữa chua, vì mình có mang theo món tủ là ngũ cốc granola. Hôm nay bóc hẳn gói mới thơm nức mũi, hạt mới thơm giòn, đi đâu mình cũng xách theo. Ăn no lâu mà không bị nước như là ăn bún phở, bụng cũng ngọn gàng nhá mọi người. Giờ mời cả nhà cùng ăn sáng với mình nhé.